Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2015 với chủ đề Lắng nghe trẻ em nói. Trong tháng hành động sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi và kỳ nghỉ hè an toàn lành mạnh trên toàn quốc, như tổ chức các lớp kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ bản thân, kỹ năng thực hiện quyền tham gia, lớp dạy bơi phòng tránh đuối nước cho trẻ em. Kế hoạch này nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, gia đình, xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng và các mục tiêu cần đạt được của công tác này, cũng như tạo môi trường sống an toàn và lành mạnh cho trẻ em. Đồng thời thực hiện hiệu quả các chính sách, chương trình, vận động xã hội nhằm tạo cơ hội để trẻ em tham gia vào các vấn đề có liên quan đến trẻ em theo chế định của Hiến pháp năm 2013 và quy định của pháp luật.